Ngoài đường bộ, những tháng đầu năm nay liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông đường sắt. Chỉ tính riêng ở thành phố Hà Nội thì những ngày gần đây là 3 vụ. Nguyên nhân được xác định là do lối đi tự mở. Từ đây giống lên hồi chuông báo động về vấn đề an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí lối mở. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong vấn đề hôm nay. Ngày 28 tháng 1, vụ tai nạn xảy ra giữa tàu khách đầu máy D19E908 đâm va với xe ô tô đầu kéo biển số 15C05220 kéo theo rơ móc chở sắt làm nhiều người bàng hoàng. Tuy không có thiệt hại về người nhưng khiến tàu khách và ô tô đầu kéo hư hỏng, giao thông trên tuyến quốc lộ 1 chạy qua huyện Thường Tín bị ùn tắc kéo dài. Sau đó một ngày, tại km 7 cộng 525, khu vàng Văn Điển, Giáp Bát, ngõ 148 đường Ngọc Hồi lại xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa với xe ô tô 4 chỗ, khiến xe biến dạng phần đầu sau khi bị đoàn tàu kéo lê một đoạn dài. Rất may không có thương vong về người. Ngày 4 tháng 2 trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua khu vực ngõ 268 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, tàu quả đang di chuyển về ga Giáp Bát thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy biển kiểm soát 35B1605XX lưu thông từ đường Ngọc Hồi chạy cắt ngang, khiến lái tàu không kịp phản ứng dẫn tới va chạm. Dù việc khiến xe máy bị tông văng về phía trước gần 10m, tài xế may mắn kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Ước tính có ít nhất 70% các vụ tai nạn giao thông đường sắt đều do lối đi tự mở, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 50% số vụ tai nạn đường sắt dịp Tết vừa rồi cũng do nguyên nhân này. Trong khi đó, mạng lưới đường sắt quốc gia hiện vẫn còn hơn 3.600 lối đi tự mở. Nhiều nhất có lẽ là thành phố Hà Nội, khi hiện đang tồn tại hơn 360 lối mở đường sắt. Đây là những điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Những lối mở này chủ yếu là do các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt tự mở để tiện đi, để tắt ra đường bộ. Và đi dọc tuyến đường Ngọc Hồi đi qua địa bàn thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, chỉ khoảng 50m, nhưng cứ 3 bước chân thì lại thấy một lối mở, lối ngang. Và có khi là hai lối mở, chỉ cách nhau là một cột sắt, rất là tiềm ẩn nguy hiểm về tai nạn đường sắt. Và các lối mở ở đây đều được dẫn thẳng vào nhà dân đang sinh sống, không có rào chắn, barrier, cũng chẳng có đèn cảnh báo. Nếu có thì cũng chỉ là những điểm cấm tạm bợ sơ sài như thế này. Nhiều lối mở khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm khi có tàu sắt chạy qua. Phía sau đó là rất nhiều cửa hàng kinh doanh sát với lề đường của đường ray tàu hỏa. Và lơ là một chút xíu là cũng có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao. Tương tự tại xã Thành Hóa, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, mặc dù chỉ có 5 cây số đường sắt nhưng cũng có đến 9 lối mở đường ngang dân sinh đi qua. Và thưa quý khán giả, đây chính là tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 80 lối đi tự mở. Tại đây, ngành chức năng tổ chức rào chắn thu hẹp nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc tự tháo dỡ và đi lại của người dân. Nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người, phương tiện, đường bộ, mà còn gây hư hỏng về tàu đường sắt, phải khắc phục hậu quả lâu dài và gây ùn tắc giao thông. Sau 2 năm thực hiện đề án 358 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, mạng lưới đường sắt quốc gia hiện vẫn còn hơn 3.600 lối đi tự mở, giảm hơn 400. Thực tế, trong số lối đi tự mở còn lại, có rất nhiều đường ngang vào làng xã, khu dân cư với hàng ngàn hộ dân sinh sống. Nếu xóa bỏ hẳn, người dân sẽ không có lối đi. Đây cũng là một trong những cái khó của ngành chức năng, vì nếu ngay lập tức xóa hết những lối đi tự phát này thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, về lâu về dài thì đây chính là giải pháp căn cơ để hạn chế tai nạn. Để giải quyết bài toán hạn chế tai nạn giao thông tại lối đi tự mở, giải pháp đưa ra là cần cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các tỉnh, thành phố và ngành đường sắt. Việc này cần thực hiện cụ thể với từng lối đi, từng khu vực.
giới đô thị phải xây dựng đường gom hàng rào, giới đường sắt, tổ chức lại giao thông, lắp biển cảnh báo phương tiện, bố trí người gác chắn để cảnh giới mỗi khi tàu đi qua. Nhất là giới lối đi hẹp phải lắp biển cảnh báo quy định xe tải trọng lớn không được đi qua đường ngang. Giới khu vực nông thôn cần tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác, chỉ xóa lối đi tự mở với những đường lẻ tẻ vào một hoặc ít hộ gia đình. Đường làng liên xã thì tổ chức chốt gác kết hợp cấm biển báo, thu hẹp đường để hạn chế phương tiện qua lại. Theo lộ trình đến năm 2025 sẽ phải xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Trong thời gian chờ cần có sự chuẩn bị đào tạo kỹ lưỡng cho đội ngũ cảnh giới, bởi có nhiều vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của nhân viên gác chắn. Giải pháp xây dựng đường đôi, đổi đường sắt khổ lớn hơn nằm trong chiến lược phát triển đường sắt năm 2020, tầm nhìn năm 2050, vừa được chính phủ phê duyệt, cũng được người dân và giới chuyên môn tin tưởng sẽ là lời giải cho bài toán tai nạn giao thông đường sắt trong tương lai. Hiểm họa mà những lối đi tự mở gây ra thời gian qua, một phần do ý thức của người dân. Để đẩy lùi thực trạng này, ngoài giải pháp của ngành chức năng, mỗi người cần tự giác chấp hành luật giao thông và hơn hết là không tự ý mở những lối đi trái phép gây cản trở lưu thông đường sắt, tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn giao thông.